cúng cô hồn, chụp giật, phản cảm, gây mất an ninh trật tự. Đốt vàng mã với những vật phẩm dương sao âm vậy lên đến hàng chục, hàng trăm triệu đồng. Đây là những hình ảnh thường thấy vào tháng 7 âm lịch hàng năm. Quan điểm dân gian cho rằng tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn, thường mang đến nhiều vận hạn và đen đủi. Do đó, người người nhà nhà nhắc nhở nhau thận trọng, không kiên kỵ cẩn thận ắt sẽ gặp nhiều chuyện xui xẻo, thậm chí bảo nhau kiêng khem để được an ổn, không bị các linh hồn quấy phá. Dạ thưa quý vị, chúng ta đang ở trong những ngày của tháng 7 âm lịch. Đây có lẽ là một cái tháng nó đặc biệt nhất trong năm, là bởi vì người ta nghĩ rằng đây là tháng cô hồn. Chính vì thế tất cả những cái hoạt động như là kinh doanh, rồi những cái hoạt động như là cưới hỏi cũng bị đình trệ lại. Và nếu như mà ai có ý định là xây nhà, sửa chữa nhà cửa được kia, người ta cũng không có dám thực hiện trong cái tháng này nữa, bởi vì người ta cho rằng đây là cái tháng xui xẻo. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể hiểu rõ được cái ý nghĩa của cái tháng 7 âm lịch là như thế nào. Chính vì thế ngày hôm nay, chuyên mục Ghế Nóng rất là hân hạnh khi được mời đến đây Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, con xin chào thầy. Kính chào anh Đại Nghĩa và tất cả khán thính giả. Như vừa rồi con có chia sẻ với quý vị khán giả thì đây là cái tháng 7 mà mọi người vẫn hay gọi là tháng cô hồn. Nghe cái tên thì mình cảm giác mình hơi nó rợn rợn trong người ạ. Dạ, con biết thầy có thể chia sẻ với mọi người về cái tháng này thì nó có nguồn gốc như thế nào không ạ? Khái niệm tháng cô hồn đó là một ngộ nhận người Trung Hoa ảnh hưởng từ đạo giáo cho rằng đó, sanh ký tử quy, đó là sống á là ghế tạm mấy chục năm trên dương thế, chết đó là mới về với âm phủ, đó là nơi mà sự sống vĩnh hằng nó được diễn ra. Từ quan điểm đó đó thì họ lý thuyết hóa ở dưới âm phủ đó nó cũng giống như là cái cõi dương gian. Là người Việt Nam mình đã là bị áp đặt tiếp nhận cái nền văn hóa đó, từ đó mà trong dân gian Việt Nam người ta tin rằng là tháng 7 là tháng cô hồn. Chứ thực ra đó thì âm phủ dưới lòng đất theo Phật giáo là không có thật, các cô hồn quậy phá là không có thật, để chúng ta vẫn tiến hành tất cả mọi công việc như thường nhật, giống như 11 tháng còn lại ở trong năm. Những cái việc nho nhỏ hàng ngày người ta cũng có rất là nhiều cái sự kiên cử, ví dụ như người ta nói là không có nên phơi đồ vào ban đêm, rồi không đi bơi, không mài dao kéo, và còn rất nhiều những cái quan niệm khác nữa. Chẳng những nó không đúng, thưa anh Đại Nghĩa, và còn dẫn đến nhiều cái hậu quả phát sinh từ quan điểm sai lầm đó. Khi người ta tin những điều mà anh vừa nêu á là sự thật á, thì lúc đó đó cái cảm giác mất tự tin, lo lắng căng thẳng khi tiến hành các công việc này, mà đang khi công việc đó không thể trì hoãn cho tháng sau, tức là tháng 8, tháng 9 âm lịch, thì từ đó đó cái nơm nớp lo sợ tạo ra cái trạng thái bất bình an. Thì người ta tin rằng là gì, ma quái sẽ xuất hiện ở những nơi mà họ chết. Chẳng hạn như là nơi xảy ra tai nạn giao thông, rồi hoặc là nơi mộ huyệt, hoặc là nhà thờ từ đường, hay là bàn hương án. Và họ sẽ có mặt khắp bên đây, nhất là các cô hồn, tức là những người chết không có thân nhân. Thì những thành phần cô hồn đó đó, người ta tin rằng nó sẽ đi quậy phá. Và khi mà mình cắt dùng dao, rồi phê quần áo ban đêm, hay làm ở nơi có bóng tối v.v., ta tin rằng là đó là cái cơ hội mà qua ma quỷ tập kết, và họ có thể là bắt mình để thế mạng vào. Từ cái nhận thức sai lầm đó, nó làm cho người ta phải gọi là nơm nớp lo sợ vào bình an. Phân tích mọi vấn đề dưới góc độ nhân duyên và quả thì chúng ta thấy là có nhiều niềm tin đó là không có cái tính xác thực trong cuộc sống, nó thiếu tính nhân quả, thiếu tính biện chứng, thiếu tính thực tiễn, thì chúng ta không nên tiếp tục duy trì nó, mà phải mạnh dạn giáo dục cho con em ở trong gia đình của mình, cũng như là mọi thành phần trong xã hội đó vượt qua, nhờ đó nó hướng đến một cuộc sống bình an và hạnh phúc. Con nghĩ cái điều này á, nó bắt đầu từ cái sự mù mờ về kiến thức. Khi chúng ta không rõ về một cái vấn đề gì đó thì chúng ta không thể nào biết được nó như sẽ diễn ra thực tế như thế nào. Nếu như mình nhìn thấy rõ ràng nhân vật đó ngồi đó đứng đó thì có lẽ không có sợ đâu, mà cái cảm giác rằng không biết rằng có ai đang đứng sau lưng mình hay không, cái một làn hơi gió thổi tạt qua sau gáy mình cũng làm cho mình nổi da gà rợn da ốc. Chính vì cái yếu tố đó cho nên là mọi người rất là cảm thấy sợ hãi, và mọi người cho rằng thôi, cái kiểu giống như là có thờ, có thiên, có kiêng, có lành, mình cứ tin vào những điều đó đi thì chắc là những cái gì may mắn nhất sẽ đến với mình. Và không phải chỉ là những cái hệ lụy liên quan tới cái công việc, nhưng mà như Thượng tọa Thích Nhật Từ vừa mới chia sẻ, đó là về cái áp lực tâm lý. Lẽ ra công chuyện của chúng ta đang diễn ra một cách suôn sẻ trôi chảy, nhưng vì cái rào cản tâm lý đó làm cho tất cả mọi việc nó đã bị đình trệ trở lại. Ngoài ra, con thấy nó có một cái hệ lụy nữa mà
nhiều người lên tiếng lắm rồi, nhiều cơ quan ban ngành lên tiếng nhưng mà nó vẫn không bao giờ giải quyết được. Đó là cái chuyện mà đốt vàng mã với tiền trong những cái tháng cô hồn này đó thầy. Thực phẩm để nuôi nhận thức sai lầm này tồn tại nhiều thế kỷ á, đó là cái câu nói đó là có kiêng có lành. Có lành, dạ. Như vậy là người ta lấy cái câu đó ra để làm cái chất liệu an ủi, là mình dư thừa cái sự chuẩn bị, còn hơn là thiếu sót. Mà đó khi mình có điều kiện tài chính mà bỏ tiền ra để mua sự chắc ăn tâm lý đó thì đó là điều rất là đáng nên. Và từ cái nhận thức đó đã làm cho người ta đó là không thể vượt qua được các cái yếu tố bề tính. Về phương diện Phật học đó thì như tôi đã nói đó là âm phủ dưới lòng đất là không có thật. Và tất cả các loại giấy vàng mã đó, bao gồm nhà vàng mã, xe cộ vàng mã, vật dụng vàng mã, tiền bạc vàng mã, đô la vàng mã, khi chưa đốt ấy, không có giá trị thật. Vì nó là giấy thôi. Thế nếu ta quy đổi nó ra bất cứ một cái loại hình nào tương đương thì giá trị cái đó rất là thấp. Không xài được ở trong các cái giao dịch thương mại, giao dịch dân sự, giao dịch xã hội, giao dịch pháp lý. Thì khi mà đốt cháy rồi đó thì chúng ta biết cũng giống như bao nhiêu vật thể khác, nó trở thành tro bụi. Mà tro bụi thì không sử dụng được. Và điều đó, đó nó để lại rất nhiều các hệ lụy. Đó là gì? Gây ô nhiễm môi trường. Thứ hai là hoang phí tài sản, lại mang thêm cái niềm sợ hãi vào trong lòng của mình. Và hôm nào, năm nào lỡ quên hay là thiếu tiền không làm được thì suốt cả tháng đó, năm đó cảm thấy được bị bất an. Dạ, rây rứt áy náy. Nhất là nghĩ rằng mình có lỗi với ông bà tổ tiên ở dân phủ. Cái ngày mùng 2 tháng 7 ta nói là Diêm Vương mở cái quỷ môn quan, đó là cái cổng cửa ngục. Tất cả những người chết theo Phật giáo và các tôn giáo khác đều không còn hình tướng, vì cơ thể nó trở về với tro bụi rồi. Khi tâm thức á, là yếu tố tồn tại duy nhất mà con người sau khi chết, thì lúc đó không có gì có thể giam nhốt được tâm thức. Thì càng gì phải mở cửa ngục ra để các tâm thức đó từ ở dưới lòng đất đi về dương thế. Nên nhận thức nó rất là sai. Và nếu chúng ta chỉ cần đưa ra cái siêu lượng nhỏ đó thôi thì mình biết là bản chất của các niềm tin mê tín nó đều không có cơ sở chân lý. Và nhân đây thì con xin mời thầy, xin mời tất cả quý vị khán giả chúng ta cùng theo dõi một cái đoạn phóng sự ngắn để chúng ta thấy rằng cái việc mê tín dị đoan của người dân chúng ta như thế nào với cái quan niệm cô hồn, với quan niệm về rằm tháng 7 nha. Con xin mời thầy ạ. Mới đây, một cô gái trẻ đã đăng tải bộ móng tay tháng cô hồn có 102 khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên và buồn cười. Năm ngón tay được nối móng cẩn thận, sau đó được in hình các quan trấn thủ, hình giấy tiền, vàng mã, cá chép. Một dân mạng cũng không chịu kém cảnh khác khi chia sẻ bộ ốp điện thoại tháng cô hồn. Theo đó, 3 cái điện thoại và 2 cái iPad đều được thay áo mới bằng vàng mã và tiền âm phủ. Và để chuẩn bị cho tháng cô hồn, một bạn trẻ đã đăng tải combo xua đuổi tà ma như thế này để mang theo bên mình. Chưa dừng lại ở đó, còn có người đổ chiếc xe máy trừ tà của mình với hy vọng sẽ được bình an qua tháng cô hồn. Sợ hãi, bất an, kiên cử và đình trệ tất cả mọi hoạt động chỉ vì niềm tin sẽ gặp xui xẻo. Thế nhưng có thể thấy tất cả những quan niệm về tháng 7 âm lịch đã bị biến tướng thành mê tín dị đoan. Ảnh hưởng cái tư duy, phong tục tập quán về cái tháng 7 là rất là nặng nề. Mà cái yếu tố tâm lý thì ảnh hưởng đến những cái mặc cảm, rồi là ảnh hưởng đến cái ám thị trong con người ta. Nếu như con người ta mà có luôn luôn có cảm giác là mình được may mắn, được vững bền thì người ta cố gắng nhiều hơn. Nhưng khi trong cái tư duy của người ta là hôm nay không may mắn, hôm nay là tạm bợ, không vững bền thì sẽ ảnh hưởng đến một tâm lý rất là quan trọng. Việc bài trừ mê tín dị đoan khỏi đời sống xã hội khó có thể giải quyết trong thời gian ngắn. Cùng với việc vạch trần thủ đoạn lừa bịp của các đối tượng buôn thần, bán thánh, thầy tướng, thầy bói, cô đồng v.v., cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm hành vi mê tín dị đoan hay lợi dụng mê tín dị đoan gây tác động xấu đến xã hội. Dạ, nhưng mà dường như cũng còn một bộ phận rất lớn người dân nghe thì nghe vậy nhưng mà rồi dẫn tới nhà thầy bói hoặc là đến nhà những ông thầy bùa, thầy pháp gì đó, ông cho lá bùa về bình an, đến ông thầy pháp ông làm cái phép gì đó về gia đạo không còn xốn sang nữa. Dạ, đó là một cái quan niệm con nghĩ là cũng hết sức sai lầm. Nhưng mà bây giờ mình phải làm sao để mình có thể thay đổi được cái quan niệm, cái suy nghĩ đó của mọi người, thưa thầy? Theo Phật giáo đó, chúng ta phải nên xa lánh các loại thầy bói, các loại thầy pháp, các loại thầy bắt ma, các loại thầy cường điệu hóa về cái vai trò năng lực siêu nhiên ở họ mà trên thực tế đó không có kiểm chứng.
khi mà chúng ta giả từ tất cả những loại thầy mê tín nêu trên thì chúng ta sẽ không còn cái rủi ro bị nghe những thông tin sai, mà bản chất của đó là tạo ra sự hù dọa, nó là cái khủng bố tinh thần. Và khi mà tinh thần chúng ta bị khủng bố bởi những cái sự thiếu hiểu biết, do cả tin vào cái uy tín của một cái nhân vật nào đó đó, thì lúc đó chúng ta bị dẫn dắt tâm lý. Yeah. Rồi có khi là bị lừa đảo. Người ta sẽ bày vẽ ra là để vượt qua cái tình trạng chẳng hạn như là không lấy chồng được, yeah, bị ma quái quậy phá ở kiếp trước và kiếp này, thì phải tổ chức những cái lễ cầu siêu hay là cái lễ cúng là hàng tỷ đồng, hàng trăm triệu đồng, vài chục triệu đồng. Yeah. Thì các đương sự trong những tình huống nêu trên đó chẳng những là bị lừa gạt mà còn trở thành nạn nhân. Dạ, trong tháng 7 này con còn thấy rằng có một cái loại hình nữa đó là gọi là chẩn tế. Những cái cuộc chẩn tế đã diễn ra có những cái hình ảnh nó không có đẹp. Ví dụ như là người ta quăng tiền, quăng bánh, quăng gạo, quăng đồ ăn thức uống gì đó cho những người xung quanh. Rồi trẻ em thì thấy thế thì nhào vào tranh giành chụp giật. Về nguồn gốc á, thì văn hóa chẩn tế có xuất xứ từ đạo Phật Trung Hoa. Dạ. Ý nghĩa đơn giản của chẩn tế đó là chẩn bằng và tế độ. Thì nhân cái dịp lễ cúng đó thì nhà chùa sẽ phát những cái phần quà. Yeah. Mà ngày xưa là vì do cái điều kiện kinh tế có giới hạn đó, người ta đặt ở trên những cái mâm tròn, có thể là 10 mâm, 20 mâm, 30 mâm. Rồi mỗi một cái mâm vậy nó chia ra nhiều cái phần quà. Sau lễ ta mới đem những cái phần quà đó tặng biếu cho những hộ nghèo. Thì hiện nay như anh vừa nói đó, nó có những cái biến tướng. Biến tướng nó không phải phát xuất từ trong Phật giáo, mà nó từ những người trực tiếp thực hiện. Cho nên là tôi cũng rất mong quý bà con, cô bác lâm vào những hoàn cảnh khó khăn đó, thay vì mình trông đợi vào những cái lễ mà tế bằng như thế, thì chúng ta hãy liên lạc với một số chùa chuyên làm về từ thiện. Và hiện nay 63 tỉnh thành của Phật giáo đều có ban từ thiện. Yeah. Mỗi một ban như vậy là có 25 thành viên, mỗi một thành viên đó là trực thuộc một ngôi chùa. Ngoài cái số lượng đó ra thì nhiều chùa khác trong mùa Vu Lan này cũng làm lễ từ thiện. Và cái hình ảnh mà thầy vừa nói á, thì con có hình dung tới cái chuyện dịch cô hồn nhiều hơn là chẩn tế. Tại vì thực ra con thấy với những cái thế hệ lớn á thầy, thì để thay đổi được cái suy nghĩ, một cái quan niệm, nó là điều không đơn giản. Nhưng mà nếu như những người trẻ hiện nay, những người đang cống hiến cho xã hội bây giờ mà có được những cái nhận thức đúng đắn, thì sẽ dần dần truyền đạt lại cho con cháu và cho cả ông bà cha mẹ trong gia đình của mình nữa. Và nếu như chúng ta nhìn cái tháng 7 này theo một cái góc nhìn khác nữa, đó là tháng của báo hiếu mẹ cha, Vu Lan, thì có lẽ đó sẽ đẹp hơn rất là nhiều, đúng không thầy? Tôi rất là tán đồng với quan điểm của anh Đại Nghĩa. Cha mẹ là hai vị Phật ở trong nhà, chúng ta kính hai vị Phật hiện tiền. Bây giờ đạo Phật dạy chúng ta là ngoài cái quan hệ huyết thống ra mà mình phải ưu tiên hàng đầu rồi, thì chúng ta cũng cần phải mở rộng các đối tượng ra để chia sẻ các phước báo mà mình có cho các mảnh đời kém may mắn hơn trong xã hội. Thì bằng cách này đó, thì tôi tin rằng mùa tháng 7, mùa đại hiếu Vu Lan không chỉ dừng lại ở báo hiếu cho cha mẹ, mà theo Đức Phật đó còn có ba đối tượng khác mà chúng ta phải đền ơn. Đó là ơn sư trưởng, gồm có hai nghĩa, tất cả các vị thầy tâm linh ở trong đạo, dẫn dắt chúng ta con đường đạo đức và giá trị sống. Rồi các bậc thầy cô giáo ở ngoài đời truyền trao tri thức, chữ nghĩa và lập nghiệp. Ngoài ra thì chúng ta còn có ơn tổ quốc, tức là chúng ta phải đền ơn trung thành với tổ quốc, góp phần phát triển đất nước. Rồi noi tấm gương của các anh hùng dân tộc, những nguyên thủ quốc gia thương nước, thương dân, rồi những nghĩa sĩ quên mình cho đại nghĩa của dân tộc. Ơn nghĩa cuối cùng đó là ơn đồng loại và chúng sinh. Thì vậy đây là bốn trọng ân mà trong mùa tháng 7 âm lịch đó, theo Phật giáo thì tất cả những người tu học Phật đó cần phải đề cao và đánh giá lại bằng cách soi gương, cách là tôi đã đền ơn đáp nghĩa bốn đối tượng như trên chưa. Nếu chưa thì cố gắng mà làm. Thì tôi cho rằng đây là một văn hóa ứng xử trên nền tảng đền ăn, và theo đó giúp đỡ được cho nhiều thành phần ở trong xã hội. Tốt hơn là chúng ta cứ nơm nớp lo sợ những cái chuyện không có thật. Yeah. Đó là ma quái quậy phá mình. Yeah. Rồi đổ dồn tiền bạc vào những cái hoạt động mê tín đó thì chẳng có lợi gì cho ai. Yeah. Như những gì mà Thượng tọa Thích Nhật Từ chia sẻ thì hy vọng rằng quý vị sẽ củng cố cho mình một cái niềm tin nó chính xác, nó có cơ sở, nó không có bị mù quáng, nó không phải đi vào cái hướng là mê tín dị đoan, để cho cái tháng 7 của chúng ta không còn là một cái nỗi khiếp sợ nữa, mà nó trở nên thật đẹp. Bởi vì tháng 7 được xem như là tháng của đạo hiếu, và đạo hiếu ở đây không phải chỉ là trong phạm vi nhỏ bé của gia đình, mà chúng ta có thể mở rộng hơn ra với tất cả những người xung quanh. Con xin cảm ơn thầy rất là nhiều, bởi vì thầy đã đến với chuyên mục Ghế Nóng hôm nay để chia sẻ về cái chuyện này với tất cả mọi người, và hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục lần sau.